Trung tâm cây giống Tam Đảo kính chào tất cả bà con. Ngày hôm nay bên trung tâm bên mình lại tiếp tục quay trở lại và đi quay những cái đoạn video, những cái clip về cái cây giống và những cái cây dược liệu quý để cho bà con cùng tham khảo và để bà con có thêm thông tin để lựa chọn và mua được cái sản phẩm cây giống phù hợp với mục đích và nhu cầu trồng của bà con. Đấy, thì ngày hôm nay cái cây giống chính mà bên trung tâm bên mình muốn quay và giới thiệu tới bà con đó chính là cái cây giống trà Hải Hà. Đấy, thì trước mắt bà con đây là những cái bầu cây giống trà Hải Hà của bên trung tâm cây giống bên mình. Đấy, thì hiện tại cây giống trà Hải Hà đã khá là cao rồi. Đấy, trung bình là cây thấp nhất là khoảng tầm 20 cm. Đấy, còn cây cao nhất chắc là được khoảng tầm 30-35 cm rồi. Đấy, và hiện tại cái tình trạng của cây thì cây đang phát triển rất là khỏe mạnh. Đây là những cái cây trà được bên mình cho vào bầu đất rất là cẩn thận rồi, và hiện tại thì cây đang đổ ra những cái lộc non rất là đẹp và khỏe mạnh. Lá cây thì xanh mướt mướt, rất là to đẹp nhé các bác nhé. Đấy, với kinh nghiệm hơn 20 năm trong việc cung cấp cây giống lâm nghiệp, cây giống dược liệu cho bà con trên khắp tỉnh thành cả nước, thì chúng tôi đã có kinh nghiệm trong việc là chăm sóc cây giống. Đấy, thì những cây giống mà bên trung tâm bên mình thì nhìn rất là khỏe đẹp, cây thì phát triển đúng với tốc độ và rễ thì ra rất là nhiều. Đấy, lộc non lúc nào cũng đảm bảo khách hàng mua thì yên tâm, khi bà con về trồng thì sẽ không lo bị cây bị chết hoặc là cây bị yếu rễ. Đấy là cái thế mạnh và cái ưu điểm mà của bên trung tâm bên mình, và được rất nhiều bà con ưa chuộng sử dụng và được bà con tin tưởng mua cây giống của bên trung tâm bên mình. Đấy, đây bà con có thể quan sát kỹ hơn về cái luống cây trà Hải Hà của bên trung tâm bên mình. Đấy, cái trà Hải Hà này thì nó là một dòng cây trà hoa vàng. Đấy, và cây trà Hải Hà thì nó có những cái ưu điểm hơn vượt trội hơn so với một số cái cây trà khác, ví dụ như là cây có thể chịu hạn rất là khỏe này. Đấy, và phát triển được trong những cái thời tiết khắc nghiệt như là hạn hán này hoặc là ngập úng này. Đấy, thì cây có thể phát triển được khỏe mạnh. Và đặc biệt hơn nữa là cái cây trà Hải Hà này thì nó cho ra cái lượng hoa rất là sai và nhiều. Đấy, từ đó nó tăng lên cái năng suất của cái sản phẩm mà khi bà con thu hoạch. Đấy, vì vậy mà bà con cân nhắc và lưu ý khi mà muốn chọn cái cây giống trà hoa vàng để trồng, thì cái cây trà Hải Hà này cũng là một cái sự lựa chọn mà khá là thích hợp cho những bác nào muốn trồng cây trà hoa vàng mà ở những cái vùng thời tiết và điều kiện nó khắc nghiệt. Đấy, mà không trồng được một số cây trà khác như là Hakoda, Ensit hay là một số cây trà, loại trà khác, thì bà con có thể trồng cái loại cây trà Hải Hà này. Đấy, thì ở trên đây mình đã cùng các bác đi tham quan và xem cái cây giống trà Hải Hà của bên trung tâm bên mình. Đấy, nếu mà bà con có nhu cầu cần mua và trồng cũng như là tư vấn về kỹ thuật chăm sóc, kỹ thuật trồng cái cây trà này, thì bà con hãy để lại số điện thoại hoặc có thể gọi trực tiếp cho bên mình qua số điện thoại bên mình để dưới phần mô tả của video. Còn bây giờ thì trung tâm cây giống Tam Đảo kính chào và hẹn gặp lại bà con ở những video tiếp theo.